Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2023, trong đó nhấn mạnh đến giải pháp chống gian lận, hỗ trợ thí sinh. Theo đó, chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ hơn ở mọi khâu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Trong đó, trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thực hiện kỳ thi an toàn, chính xác, đúng quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi và tuyển sinh. Đặc biệt phối hợp với Bộ Công an, các địa phương để có giải pháp phòng chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao vào việc gian lận trong kỳ thi. Chỉ thị của Thủ tướng lưu ý các bộ ngành phối hợp với các địa phương chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi, trong đó quan tâm đến các phương án phòng chống dịch bệnh, đối phó với thời tiết khắc nghiệt, bất thường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các địa phương phải có phương án tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người thân trong việc đi lại, ăn nghỉ ở các điểm thi. Quan tâm hơn đến thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới hải đảo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào các ngày từ 27 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Trong đó, ngày 27 tháng 6, thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Hai ngày thi chính thức là 28 tháng 6 và 29 tháng 6. Ngày 30 tháng 6 là lịch thi dự phòng. Kỳ thi cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Mỗi thí sinh là học sinh lớp 12 trung học phổ thông dự thi 4 trong số 5 bài thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, gồm các bài toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên muốn dự thi lấy kết quả tuyển sinh có thể đăng ký thi ngoại ngữ nhưng không bắt buộc. Các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông có thể dự thi các môn thi độc lập và môn thành phần trong bài thi tổ hợp để sử dụng kết quả tuyển sinh đại học cao đẳng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ trì ở tất cả các khâu. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra đề thi và thanh tra kiểm tra, giám sát kỳ thi.